Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Hôm trước thì chúng ta đã được chứng kiến một trận đấu vô tiền khoáng hậu giữa Alpha Zero và liên minh 8 cao thủ hàng đầu thế giới hiện nay. Thế nhưng trí tuệ nhân tạo không hề tỏ ra thua kém, thậm chí còn làm khổ cả team. Bạn nào chưa xem trận đấu này thì admin có để link ở dưới phần mô tả video. Các bạn có thể vào xem nhé. Bắt chước Alpha Zero, Stockfish cũng đú đờn chấp 12 đại cao thủ hàng đầu thế giới liên thủ, trong đó có cả 5 vị vua cờ khét tiếng nhất trong thời gian gần đây. Đó là Manu Kassen, Garry Kasparov, Bobby Fischer, Viswanathan Anand và Vladimir Kramnik. Đây có thể coi là tinh hoa của cả nhân loại từ cổ chí kim. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa Stockfish 15 và Liên Quân 12 đại cao thủ hùng mạnh này nhé. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp hình cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để ủng hộ và động viên admin nhé. Đối đầu với một siêu máy tính có elo sấp xỉ lên tới 4.000. Liên quân 12 cao thủ tung tuyệt chiêu khởi đầu ván cờ bằng ngưỡng tốt E4. Stockfish nhanh chóng đáp trả bằng ngưỡng tốt E5. Trắng nhảy mã F3, nước cờ tấn công được coi là mạnh nhất trong khai cuộc thoáng. Đen nhảy mã C6, bảo vệ tốt trung tâm. Sau một hồi bàn bạc, 12 cao thủ cũng thống nhất việc triển khai tượng lên B5, sử dụng phòng thủ Tây Ban Nha để đối phó với cá kho. Đen nhảy mã F6, phản kích vào trung tâm E4. Đã quá quen thuộc với hệ thống bức tường Berlin này, nên trắng nhanh chóng nhập thành, di chuyển vua vào khu vực an toàn, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Không từ chối, đen ăn mã vào E4. Trắng lập tức dâng tốt E4, phản công mở trung tâm. Đen đã được nạp vào bộ nhớ toàn bộ kho dữ liệu các ván đánh của 12 đại cao thủ này, nên nhanh chóng lùi mã về D6, tấn công tượng. Không muốn mất tem chạy, trắng đổi tượng vào mã C6. Đen theo đúng lý thuyết khai cuộc, ăn tốt lên C6. Trắng ăn tốt lên E5, tấn công mã. Đen xách mã chạy lên F5, tránh đòn. Trong trận đấu tranh ngôi vua cờ với Anand, các sen thường đuổi hậu luôn vào D8. Thế nhưng biết rằng trình độ chơi cờ tàn của cá kho rất là bá đạo, liên minh các cao thủ không dám đi theo hướng này mà chạy hậu lên E2, tạm thời tránh giao chiến. Đen triển khai tượng lên E6, giữ vững thế trận. Không để cho đen kịp phòng bị, trắng qua xe D1 tấn công hậu và chiếm lĩnh cột mở D. Đen chạy hậu sang C8, né đòn. Trắng đưa tượng lên G5, đe dọa sẽ thọc xe xuống D8 chiếu. Thấy nguy, đen vội vàng lên tượng E7, phá thế. Thừa thế xông lên, trắng dâng tốt G4, tấn công vào quân mã đang bảo vệ tượng. Không còn cách nào khác, đen buộc lòng phải chạy mã về H6, vừa chạy vừa tấn công lại con tốt G4 của trắng. Ở đây trong trường hợp mà trắng ăn tượng vào H6, cố gắng tạo ra tốt chồng trong thế trận của đối thủ, đen sẽ ăn tốt lên H6, mở toang cột G cho xe sang tấn công vua. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi mà tốt trước mặt vua trắng đã dâng cao. Trở lại ván cờ, 12 cao thủ đâu phải là tầm thường, toàn là các đại cao thủ hàng đầu thế giới hiện nay. Sau một hồi bàn bạc và nghiên cứu, liên minh thống nhất đổi tượng vào E7, khiến cho đen mất đi quyền nhập thành. Quả nhiên là đen buộc phải từ bỏ quyền nhập thành để ăn vua lên E7, nếu không thì sẽ bị mất quân chay. Trắng đẩy tốt H3, bảo vệ tốt G4, định củng cố cánh vua. Theo chúng tôi thì ở đây đen có thể tạm thời lùi mã về G8, sau đó sẽ dâng tốt H5, đột phá vào các tốt cánh vua của trắng và mở đường cho xe tham gia tấn công trên cột H. Tuy nhiên thì đen đã bất chấp tất cả, bất tình lình phế tượng vào tốt G4. Và đây có thể là một nước đi thiên tài giúp cho đen xoay chuyển cục diện của trận đấu. Giật mình với nước cờ giả vờ mất tượng táo bạo của Stockfish, 12 đại cao thủ buộc lòng phải hội ý. Nếu mà không ăn tượng thì sẽ mất tốt chay và cánh vua cũng bị nát.
còn ăn tượng thì e ngại hậu đen lên, có thể gây nguy hiểm cho vua. Sau một hồi bàn thảo, nhận thấy đằng nào vua cũng bị yếu, trắng đánh liều ăn tốt lên G4, không chậm trễ, nên ăn hậu lên G4 chiếu. Trắng đã có tính toán từ trước, nên nhanh chóng chạy vua sang F1, không để cho vua trắng kịp thở. Đen ăn hậu vào H3 chiếu bồi. Đã chót thì chết. Trắng xách vua chạy sang E1, tìm đường trốn sang cánh hậu. Đen tiếp tục lao hậu xuống H1 truy sát vua. Trắng liều lĩnh chạy vua lên D2. Chỉ chờ có thế, đen bình xe qua D8 chiếu bồi thêm một phát nữa. Cực chẳng đã, trắng chạy vua về C1, thở phào nhẹ nhõm. Ở vị trí này thì vua trắng đã có thể coi là an toàn. Thế nhưng lại bịt mất đường xuất quân của xe và mã bên cánh hậu, và trắng sẽ phải mất nhiều nước để xử lý vấn đề này. Đen đổi xe vào D1 chiếu. Trắng ăn hậu về D1, gạ gẫm đen đổi hậu. Đang kém một con mã nên đen tất nhiên là không muốn đổi. Sau một suy nghĩ thì đen chạy hậu về G2, vừa chạy vừa tranh thủ tấn công con tốt F2. Theo chúng tôi thì trắng cần phải đưa hậu lên E2 để cố thủ. Vì nếu mất đi quân tốt quan trọng này thì toàn bộ tốt cánh vua của trắng sẽ bị quét sạch, và đen có thể dâng các tốt thông cánh vua lên để phòng hậu. Trở lại ván cờ, với chủ trương cần phải chơi chủ động, trắng bỏ tốt F2 để đưa mã lên D2 hòng tích cực quân. Không chậm trễ, đen ăn hậu sang F2 mồm kêu mình xin. Trắng qua hậu H1 bảo vệ mã, cho con mã D2 rảnh tay di chuyển. Đen bình xe qua D8, rình rập trên cột mở D. Ở đây mà trắng lên hậu H4 chiếu để tận dụng ưu thế hơn quân thì đen cũng không hề ngán, sẵn sàng đổi ngay hậu vào H4. Trắng ăn mã lên H4 thì đen sẽ thừa cơ đẩy tốt G5 tấn công mã. Trắng chạy mã về F3 bắt lại tốt thì đen sẽ tiếp tục tiến tốt sang G4 tấn công mã. Trắng chạy mã lên H4 thì đen sẽ lên xe D5, uy hiếp tốt E5, và đen sẽ chiếm ưu thế với việc 3 tốt đấu với một mã, trong khi các quân trắng lại kém tích cực. Trở lại ván cờ, trắng đẩy tốt A4, mở đường cho xe lên A3 để hoạt động trên hàng ngang số 3. Đen di chuyển mã lên F5, tiến về phía mặt trận chính là ở trung tâm. Ở đây mà trắng từng bở ăn hậu vào H7 thì đen sẽ phế thẳng xe vào D2, tạo ra một nước đi thiên tài thứ hai. Trắng ăn mã về D2 thì sẽ bị đen xuống hậu E1 chiếu hết luôn. Còn nếu mà ăn hậu F5 thì đen sẽ chạy xe sang E2, đe dọa sẽ xuống hậu F1 chiếu hết. Trắng chạy vua sang B1 thì đen sẽ lùi xe về E3 bắt mã. Trắng lên xe A3 thì đen sẽ xuống hậu F1 chiếu. Trắng chạy vua lên A2 thì đen sẽ lùi hậu về C4 chiếu, và thế cờ sẽ diễn biến vô cùng phức tạp. Trở lại ván cờ, không dám mạo hiểm nên đen đã đưa xe lên A3 theo kế hoạch. Đen đẩy tốt H6 thầm nghĩ, không ăn thì nhịn nhé. Trắng qua xe B3 tấn công vào điểm yếu B7, hòng làm sộc sạch cấu trúc tốt của đen. Đen đẩy tốt B6 phòng thủ. Trắng nhảy mã lên E4 tấn công hậu. Đen chạy hậu E2 bắt lại mã. Trắng di chuyển mã về D2, tạo ra thế phòng thủ. Đen tiến xe lên D4, tấn công tốt A4 và khống chế cặp mã của trắng, không cho di chuyển. Nếu mà đi quân mã này thì sẽ bị mất quân mã kia và ngược lại. Chẳng nhẽ giờ này lại chạy xe vào A3 để bảo vệ tốt. Ví nước, trắng liều mạng qua xe C3, tấn công lại tốt C6. Không chậm trễ, đen ăn xe sang A4 mồm kêu mình xin. Với nước đi này thì đen đe dọa sẽ thọc xe xuống A1 chiếu hết, nên buộc lòng trắng phải vào vua B1. Không để cho trắng kịp củng cố thế trận, đen lùi hậu với A6, tiếp tục đe dọa thọc xe xuống A1 chiếu hết. Liên tục bị đen phản công, trắng luống cuống tung mã lên B3 bảo vệ cứ điểm A1. Không cần phải vội vàng, đen đẩy tốt C5 bịt mọi ngả đường tấn công của trắng. Bí nước, trắng liền lùi mã về F2 tìm đường tấn công khác.
Thế nhưng thì đây có vẻ là một sai lầm của trắng. Với việc cắm chốt ở C5 nên mạnh mẽ tung mã vào D4, đe dọa sẽ thủ tiêu quân mã đang phòng thủ ô A1. Trắng nên hậu H4 chiếu. Bị trắng chọc ngoáy, đen bực mừng đẩy tốt G5, thầm nghĩ đi chỗ khác mà kiếm ăn. Trắng ăn hậu vào H6, tiêu diệt bớt các tốt thông bên cánh vua của đen, diệt trừ hậu họa. Thế nhưng việc ăn con tốt này khiến cho hàng ngang số 1 của trắng bị hở, và đen lập tức phi hậu xuống F1 chiếu. Bị tấn công bất thình lình, trắng lùi mã về C1, cố gắng tử thủ. Đen ăn hậu vào F2, buồn kêu, mình xin. Bị mất mã, trắng tranh thủ ăn lại hậu và con tốt ở G5 chiếu, tiêu diệt các tốt thông của đen ở bên cánh vua. Đen chạy vua sang D7, trắng lao hậu xuống G8 rình rập. Đen lùi mã với E6, phong tỏa đường tấn công của hậu trắng. Trắng qua xe H3, tìm cách tọc xuống hàng 8, phối hợp với hậu tấn công vua, không để cho trắng giành lại thế chủ động. Đen qua xe C4, phối hợp cùng hậu, uy hiếp tốt ở C2. Nếu để mất phòng tuyến C2 thì vua trắng sẽ lâm nguy. Do đó trắng vội vàng đẩy tốt C3. Đen lùi hậu với F5 chiếu. Trắng qua xe D3 che chắn cho vua và chiếu lại. Đen chạy vua sang E7. Trắng qua hậu C8 rình rập. Đen đảo xe sang H4. Trắng lùi hậu về D7 chiếu. Đen chạy vua với F8. Trắng lên vua A2, tránh khỏi đường rằng cho con xe có thể rảnh tay di chuyển. Đen lên hậu F4 tấn công mã. Trắng lùi xe về D1 bảo vệ. Sau một hồi rền rứ, đen đã hơn trắng 2 tốt và đen quyết định qua hậu A4 chiếu để đuổi hậu về cờ tàn nhằm tận dụng ưu thế về lực lượng. Không có cách nào khác, trắng đành phải đuổi hậu. Đen ăn xe sang A4 chiếu. Trắng chạy vua về B1. Đen qua xe E4 vây váp con tốt ở E5. Trắng nhảy mã D3, cố gắng bảo vệ tốt. Đen đẩy tốt C4 tấn công mã. Trắng chạy mã lên B4. Đen ăn xe về E5. Trắng nhảy mã C6 tấn công đôi xe và bắt lại tốt. Đen chạy xe sang C5. Trắng ăn mã vào A7. Đen dâng tốt F5, sử dụng tốt thông nhằm gây khó khăn cho trắng. Trắng qua vua C1, tìm cách tích cực vua trong cờ tàn. Thừa thế xông lên, đen thúc tốt tràn sang F4. Trắng vội vã lên vua D2, đưa vua sang để ngăn cản. Chỉ chờ có thế, đen qua xe D5 chiếu. Trắng chạy vua về E1. Đen lập tức đổi xe vào D1, đưa về cờ tàn mã hơn 2 tốt. Trắng ăn vua sang D1. Sau khi đã đổi xe, đen liền tiến vua lên E7, tiến về phía trung tâm. Trắng lên vua E2, đen lên vua E6, trắng lên vua F3, đen di chuyển vua lên F5, chặn đường xông lên trung tâm của vua trắng. Trắng lùi mã về B5, bắt tốt C7. Đen qua vua E5, trắng lùi mã về A3, bắt tốt. Thế nhưng đen đã có tính toán, nên nhanh chóng qua vua D5 để bảo vệ. Trắng lùi mã về C2, đen đẩy tốt B5, tiếp ứng cho tuyến trên. Trắng lại nhảy mã lên B4 chiếu, đen chạy vua sang E5. Trắng nhảy mã vào C6, tiếp tục chiếu. Bực mình vì bị trắng quấy rối liên tục, đen chạy vua về D6, đuổi mã. Trắng chạy mã về B4, đen dâng tốt C5, tấn công mã. Trắng chạy mã về C2. Đen lại leo vua lên E5. Tưởng ngon, trắng nhảy mã lên A3, chắc mẩm quả này sẽ sơi tái được một em tốt. Không hề nao núng, đen nhảy mã lên G5 chiếu. Trắng chạy vua về E2. Đen lao vua lên E4. Trắng ăn mã vào B5. Đen tiếp tục đẩy tốt xuống F3 chiếu, ép cho vua trắng phải chạy về F1. Chỉ chờ có thế, đen lao vua xuống D3, luồn sang để bắt tốt cánh hậu. Lo ngại đen nhảy mã E4 thì vua trắng hết đường lên. Trắng bèn tiến vua lên F2, áp sát tốt thông của đen. Không chậm trễ, đen đưa vua xuống C2 bắt tốt.
biết không thể bảo vệ con tốt, trắng bèn tung mã xuống d6 bắt lại tốt c4, đen ăn vua sang b2, trắng ngăn mã về c4 chiếu, đen ăn vua lên c3 bắt mã, trắng chạy mã lên a5. Đến đây thì với bản năng sát thủ khiến cả thế giới cờ vua, người, máy đều phải khiếp sợ, Stockfish lạnh lùng qua vua d3 chuẩn bị đẩy tốt xuống phong hậu. Biết không còn khả năng chống đỡ, Liên Minh 12 cao thủ đành phải đầu hàng để tránh khỏi bị đối thủ hành hạ từng người một. Trường hợp mà trắng cố gắng chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau.